quay để giới thiệu cho các bác ở nhà xem một bộ khung nhà. Hôm nay vừa mới đo kích thước xong, lòng 6m, gian giữa là 2m55, hai gian bên là 2m rưỡi, tim cột, buồng kép là rộng 4m rưỡi, buồng rộng 4m rưỡi một buồng, cột là vanh 80, cao 4m. Nhà lòng rộng, nhà đủ cột cái luôn, nhà đủ cột cái luôn, đục con trồng hai vị thuận, đục rất là lạ mắt, con trồng thì đục rất lạ mắt luôn. Có đủ hết cả cửa, cửa bằng gỗ mít, cửa bằng gỗ mít đủ hết cửa luôn. Còn lại thì cột xà bằng gỗ xoan. Nhà to lắm, cửa có đủ này, về không phải thêm phần cửa là coi như đủ hết, phần cửa là coi như đủ hết. Hoành đủ, dui thì thiếu, dui thì về thì dỡ ra hỏng. Lòng 6m, cột đường kính 25-26, rất rộng, lòng 6m. Ở bên trên gỗ còn tốt, tất nhiên là dỡ ra thì chắc là phải bổ sung thay thế sửa chữa, cái thì không tránh được. Nhưng mà nhà to, nhà rất to, cái đèn nhà, bộ nhà to lắm, khung nhà to, bộ xoan, nhưng mà xoan ta ngày xưa thì nó bền lắm. Nhà này chắc phải trăm năm rồi. Dạ vâng, gỗ này, gỗ xoan ngày xưa ngâm, xoan này đỏ, đánh ra vẫn còn đỏ au. Dạ vâng, phần gỗ về thay thế lại một số phần ở trên mái thì rất là tốt, gỗ còn đẹp. Đấy, hai cái bức ván vách đầy đủ, nhà to. Nhà này ngày xưa to thật, nếu so với ngày xưa là nhà to lắm đấy, nhìn nó bề thế này. Mỗi tội hơi tối rồi, cột này thì chụp ảnh thì xem thì dễ, cột to khủng khiếp. Nhà to thật, lòng 6m, mỗi gian 2m rưỡi, hai gian buồng 4m, dài 15m. À, thế nhưng mà nếu mà dỡ ra thì làm sao mà giữ được, tại vì dỡ cái cột để ra hai cái buồng kia nó không có cái gì đỡ thì lại khó đấy. Tại vì chị hình dung nhá, nếu như mà mình hình dung đây là cái vách ấy đi, bỏ cái cột nó đi thì các cái đầu xà này nó không có cái điểm gì để nó bấu vào đấy, thì lại phải xây tường đón thôi, xây tường đón ở bên này, bên ngoài cái mép cột này này, xây tường đón đỡ hết thì mới là dỡ được cái phần gỗ của cái bên này ra. À, cũng phức tạp hết đấy nhỉ. Ừ. Chắc là phải để thương lượng đã. Tốt nhất là nếu mà đã tiến hành dỡ là phải dỡ luôn cho nó dễ. Chứ bây giờ mình bên dỡ bên để là nó cũng khó. Đấy, em cũng phải tham khảo trước. Đấy. Cả hai bên cùng tham khảo trước, ví dụ bên nhà em mà thống nhất và nhất trí mua thì bên nhà mình thì bàn bạc xem nếu mà dỡ được tất thì là tốt nhất. Đấy, còn nếu mà không được dỡ tốt nhất thì mình lại tính cái phương án tiếp theo. Nhà to thật. Nhà